Trí Ngô, cựu môi giới địa ốc ở Melbourne đã bị tuyên án là 5 năm tù giam vì tội biển thủ gần 6,5 triệu đô của khách hàng và tiêu xài số tiền này vào những món trang sức, ma túy và những món đồ cá nhân khác. Trước tháng 4 năm 2016, ông Đức Trí Ngô, còn có tên là Joseph Ngô, 37 tuổi, là người điều hành 6 văn phòng của công ty LJ Hooker cùng vợ là Judy Nguyễn ở Melbourne. Trong đó có những văn phòng ở Boss Hill và Doncaster. Vào tháng 11 năm 2016, ông Ngô đã nhận tội trên 48 cáo trạng đã rút tiền từ quỹ tín thác và tiền cọc thuê nhà của khách hàng để chuyển sang tài khoản cá nhân. Trong thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, ông chi hơn 300.000 đô la cho ma túy đá, 100.000 đô la để mua trang sức của các nhãn hiệu cao cấp như là Tiffany & Co. Trong bản án, thẩm phán Michael Burr, tòa án khu vực đã tuyên bố hành động của ông bà Ngô là nghiêm trọng và gây tổn hại, và ông đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin của nhiều khách hàng. Ở tại tòa, ông Ngô khai là đã bị rối loạn phân liệt cảm xúc trong suốt 12 đến 15 năm qua, và căn bệnh này đã gây rối loạn cảm xúc cũng như gây ra hành vi hoang tưởng và ảo tưởng. Nhưng thẩm phán Burke đã tuyên bố hành vi phạm tội lớn nhất xảy ra khi ông đang sử dụng ma túy. Tòa cũng nêu ra những tiền án hình sự trước đây của ông Ngô khi mới ngoài 20 tuổi. Ông đã phạm tội toàn cướp có vũ khí và buôn bán heroin. Ông không được hưởng khoan hồng với một nhân cách đầy tì vết như vậy, thẩm phán Burke nói như vậy. Joseph Ngô sẽ không được xin tạm tha sau khi đã thọ án ít nhất là 3 năm. Ông cũng bị yêu cầu phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền còn nợ của khách hàng. Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? Tôi đã sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên. Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường, nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hàng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng. Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Xem tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm, từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình. Mặc dù là bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng, nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm. Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy mà tôi lại là con gái, chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm, mới hơn 30 tuổi, nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau, chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay. Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần, về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa. Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 giờ mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ, nước Mỹ giáo dục tôi làm việc
chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ. Tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, đi du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm USD mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao, nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái, nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà, chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam căn bản ban đầu. Người Việt thành tỷ phú Mỹ từ 2 USD. Đến Mỹ chỉ với 2 USD trong tay sau 14 năm, Trung Dung đã có trong tay 1,8 tỷ USD và là một trong những người gốc Việt thành công nhất ở đất nước cờ hoa này. Năm 1985, Trung Dung đặt chân tới Boston với chỉ 2 USD và một chút vốn liếng tiếng Anh. Khi nhìn lại thời kỳ đó, điều duy nhất tỷ phú này nhớ được là niềm hy vọng cho một cuộc sống mới, thay vì những gian khổ bản thân phải chịu đựng. Mặc dù được nhiều người khuyên vào lớp 10, Trung Dung vẫn quyết định bỏ qua và tham dự luôn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông vượt qua các bài kiểm tra chỉ một điểm trên mức chuẩn, nhờ vào kỹ năng toán và khoa học bẩm sinh. Sau đó, ông theo học đại học Massachusetts. Tại trường, mỗi kỳ ông đăng ký là 8-9 môn học. Cùng lúc, Trung Dung làm thêm vào các buổi tối tại một nhà hàng Hy Lạp, còn cuối tuần là lúc ông đảm nhiệm công việc gác cổng cho một bệnh viện. Với thu nhập hàng tháng là 350 đồng, ông gửi được 100 đồng về giúp đỡ gia đình tại Việt Nam. Trong 3 năm, Trung Dung không chỉ nhận bằng cử nhân kép về toán và khoa học máy tính, ông còn hoàn thành 90% chương trình thạc sĩ. Cho đến trước khi tốt nghiệp, mỗi tháng Dung vẫn nhận học bổng là 1.000 USD để có thể theo học bằng tiến sĩ tại Đại học Boston. Đến năm 1990, ông đã có thể đưa bố mẹ và em gái đến Quincy, Massachusetts và thuê được một căn hộ 3 phòng ngủ cho cả gia đình. Nhìn lại hành trình vượt lên số phận của mình, sau khi hoàn thành tất cả các học phần cho chương trình tiến sĩ, Dung quyết định bỏ không làm luận án tốt nghiệp để kiếm việc trợ giúp gia đình. Ông bắt đầu với Open Market, một công ty phần mềm thương mại điện tử tại Massachusetts. Tuy nhiên, năm 1996, ông nghỉ việc để tập trung cho việc phát triển công nghệ mà sau đó đã trở thành nền tảng cho On Display. Dung sáng lập và trở thành giám đốc công nghệ của On Display, công ty thương mại điện tử tại San Ramon, đã tạo ra phần mềm cho phép các doanh nghiệp tìm và sàng lọc những khối lượng dữ liệu lớn. Cụ thể là phần mềm này được ứng dụng cho các công ty để tìm chỗ trống hay là giá máy bay và khách sạn mà không cần phải tự mình lưu trữ cũng như là quản lý mọi thông tin. Khi quyết định rời bỏ Open Market, Dung đã bỏ qua lời đề nghị có giá trị là 1 triệu USD cổ phiếu. Bước đi bị cho là thiếu suy nghĩ và đã suýt khiến ông bị cha từ mặt. Tuy nhiên, Dung với máu kinh doanh trong người đã quen với việc chấp nhận mạo hiểm. Một khi bắt đầu suy nghĩ và thử thách mà mình phải vượt qua, tôi chẳng thể chuyển hứng thú của mình sang bất kỳ việc nào khác, ông chia sẻ. Cũng giống như những người phát minh khác, bước đột phá giúp Trung Dung trở thành tỷ phú diễn ra khá tình cờ. Khi đó đang tổng hợp lại danh sách gửi thư của những người Mỹ gốc Việt và người tị nạn tại khu vực Boston, Dung nhanh chóng cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải làm việc trên trang mạng Internet với những họ tên phổ biến và rồi cắt dán mỗi màn hình hiển thị thông tin. Giải pháp của ông lúc đó là thay vì nhập dữ liệu vào Viet.net, ông để nguyên vị trí của chúng và viết một phần mềm hiển thị thông tin từ các trang web theo cách nhanh và đúng thứ tự nhất. Từ đó, ông bắt đầu tính toán những tiềm năng về thương mại,
Những người điều hành trang web vốn không muốn khách hàng của họ vào các trang khác để tìm thông tin. Chương trình của Zoom đã có thể giúp những người điều hành trang web giữ được khách hàng trên trang mạng, xem quảng cáo, trong khi phần mềm kia lấy được dữ liệu từ những trang khác và sắp xếp chúng theo cách hợp lý. Travelocity đang sử dụng phần mềm On Display để chọn lọc thông tin từ các trang web khách sạn và hàng không, rồi sau đó chỉ hiển thị những thông tin cụ thể mà khách hàng đang tìm kiếm. Những công ty đầu tư mạo hiểm có hứng thú với công nghệ của Zoom nhưng lại không sẵn sàng trả giá cao cho một nhà kinh doanh thiếu kinh nghiệm. Khi đó, ông đang chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị bán 33% cổ phần công ty non trẻ của mình với giá là 100.000 USD cho Matrix Partners, thì xảy ra một cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua giới thiệu giữa ông và Mark Pai. Chứ nhận ra tầm nhìn của Trung và tin tưởng anh ấy, Pai nói, tôi đã phỏng vấn qua hàng nghìn người và tin rằng Trung sẽ là một đối tác tốt. Pai gợi ý, hãy trở thành đối tác, tôi chịu trách nhiệm quản lý, anh chịu trách nhiệm về công nghệ, chúng ta sẽ chia đôi lợi nhuận. Dung đồng ý và thế là ông từ chối đề nghị của Matrix Partners. Trong vòng chưa đến 2 tuần, Pai trở thành CEO và Matrix đồng ý đưa ra con số 3,5 triệu USD cho chưa đến 40% công ty. Nhờ có sự xuất hiện của một nhà quản lý dày kinh nghiệm, giá trị của On Display đột ngột tăng lên một mức cao ngất ngưỡng. Khi đó tôi đơn thuần chỉ là một chàng kỹ thuật viên ngây thơ, Dung nhớ lại. Ông rời địa bàn về California và dọn tới nhà của Pai, nơi ông viết mã máy tính và học lái chiếc Mercedes 420 SEL của Pai. Năm 1999, Dung bán On Display với giá là 1,8 tỷ USD. Sau đó, Dung sáng lập và là trở thành CEO của Fortrex Solution, công ty chuyên về ứng dụng doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa độ linh hoạt của chuỗi cung ứng và hiệu quả dây chuyền sản xuất. Vai trò của những dân nhập cư châu Á có trình độ như Dung ngày càng lớn hơn tại khu vực vịnh San Francisco. Trái ngược với những nhà kinh doanh nhập cư truyền thống, khởi đầu từ các dịch vụ và sản xuất công nghệ thấp, lớp trẻ sau này thiên về lĩnh vực khoa học máy tính và kỹ thuật. Fortrex được tài trợ bởi những nhà đầu tư hàng đầu như Matrix Partners, Greylock and Sigma Partners. Sau một vài năm bất ổn định, các nhà đầu tư quyết định rút hỗ trợ. Vào tháng 5 năm 2004, Chell và Trung thành lập Blue Sky Service. Hiện tại, Dung là một thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Giáo dục Việt Nam. Tháng 5 năm 2004, Trung Dung được trao giải cây đuốc vàng tại Đại hội Toàn quốc Người Mỹ gốc Việt tại Washington DC. Câu chuyện thành công của ông được kể lại trên những phương tiện truyền thông như tạp chí Fox, thời báo tài chính và thời báo Forbes. Ông là một trong 17 người Mỹ nhập cư thành công, được vinh danh trong chuyến giấc mơ Mỹ của Dan Rather. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.